Điều gì đó với ánh mắt sáng khiến cho lòng anh biết đến lần đầu. Để anh chơi với bước tới bên có muôn màu mắt em. Điều gì đó với mái tóc sớm nhắn anh từ đây mãi mãi đợi chờ. Điều gì đó với chút nắng ấm cất lên hình bóng em. Chỉ lần đầu gặp em ngỡ như đã quen từ lâu. Lần đầu gặp em nhớ nhung theo anh từng đêm. Chỉ lần đầu gặp em bước chân chợt quên lối về. Này người tình đầu tiên có nghe tim anh bồi hồi. Chỉ một nụ cười thôi khiến anh lòng ngây ngất. Này người tình đầu tiên hãy cho anh xin một lần. Trời tuổi thơ đầy mộng mơ. Điều gì đó với ánh mắt sáng khiến cho lòng anh biến đến lần đầu. Để anh chơi với bước tới bên có muôn màu mắt em. Điều gì đó với mái tóc sớm nhắn anh từ đây mãi mãi đợi chờ. Điều gì đó với chút nắng ấm khắc lên hình bóng em. Chỉ lần đầu gặp em nhớ thương đã nghe đằng sâu. Chỉ một nụ cười thôi cũng nghe lòng thêm ấm áp. Chỉ lần đầu gặp em ước mong bên em từng đêm. Chỉ lần đầu gặp em cũng nghe đầy ngọn kịp người. Điều gì đó, điều gì đó, điều gì đó. Điều gì đó, điều gì đó, điều gì đó. Điều gì đó với ánh mắt
đi qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm. Đôi lúc anh mệt mỏi, chỉ có em ở bên, là người mang đến cho anh những tiếng cười. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình giấc. Người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối, buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẽ chia. Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì, và giờ hãy hứa trọn đời yêu anh. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình ra. Người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối, buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẽ chia. Chẳng cần em phải lo lắng hay quan tâm điều gì, và giờ hãy hứa trọn đời yêu anh. Đến cho em sự bình yên. Dù mai
Kính thưa các cụ, kính thưa các bậc cha bác cùng toàn thể bạn bè thanh niên nam nữ xa gần trong hôn trường kính mến. Buổi chiều ngày hôm nay, gia đình họ nhà gái chúng tôi rất vui mừng vinh dự được chào đón sự hiện diện của các cụ, các bậc cha bác và bạn bè thanh niên nam nữ xa gần từ mọi miền của tổ quốc thân yêu hội tụ về đây tham dự chương trình tổ chức buổi lễ vu quy chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ Minh Trang và Thành Trung. Và lời đầu tiên cho phép ban tổ chức thay lời cho gia đình đưa lời chia đôi xin mới sẽ được gửi tới toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe hạnh phúc, chúc cho đôi nửa yêu nhau càng thêm thắm đồng, chúc bế tự hồng thành công rực rỡ. Kính thưa quý vị, các chị và các bạn thân mến, cổ nhân của chúng ta ngày xưa có câu: hoa đến thì hoa sẽ nở, đỏ chặt người đỏ ắt sẽ xa sông. Để duyên em lấy chồng, để thỏa lòng mong ước mong đêm này. Và trải qua một quá trình dài yêu thương tình yêu, đôi bạn trẻ Minh Trang và Thành Trung đã được sự chăm lo vun trồng vun đắp của đôi bên gia đình, được sự đồng tình nhất trí của cơ quan chính quyền địa phương. Và đến giờ ngày hôm nay, một ngày đẹp trời, hai bên gia đình tiến hành tổ chức buổi lễ vu quy chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ Minh Trang và Thành Trung chính thức được hôn nhân của chồng. Và ngày ban tổ chức trân trọng kính mời quý vị, các chị và các bạn, chúng ta cùng mời nước mời thuốc mời chồng. Và ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời một đại biểu đại diện cho đại gia đình họ nhà trai có đôi lời phát biểu và kính trình lễ vật xin dâu. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông các bà, kính thưa quý khách xa gần, thưa bạn của thanh niên nam nữ của hai cháu và các cháu thanh thiếu niên yêu quý. Qua một thời gian hai cháu Minh Trung và Trang tìm hiểu để xây dựng cuộc sống hạnh phúc trong năm được sự vun đắp của hai gia đình, hai họ và được chính quyền địa phương đăng ký kết hôn theo đúng luật hôn nhân và gia đình. Hôm nay là ngày này, đoàn đại biểu hội nhà trai chúng tôi và ông bà ông sinh có lễ để báo cáo với tiên tổ và xin có cô chồng để xin cưới và xin dâu ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị trong hai họ. Vâng, xin chúng ta cùng dành một tràng tay thân lớn, thật dài và nồng nhiệt để chúc mừng. Vâng, thưa quý vị, như vậy là qua lời phát biểu của vị trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà trai, đầu tiên vị trưởng đoàn xin gửi lời chào, lời cảm ơn trân trọng nhất tới gia đình họ nhà gái chúng ta đã dành cho đoàn đại biểu gia đình họ nhà trai sự đón tiếp trang trọng, cởi mở và thân tình và trở về trong niềm vui hạnh phúc của đôi bên gia đình. Đoàn điều gia đình họ nhà trai đã vui mừng sửa soạn lễ vật xin dâu rất trang trọng, rất ý nghĩa trở về đây kính trình tới gia đình họ nhà gái của chúng ta. Kính mong gia đình họ nhà gái của chúng ta tiếp nhận để kính trình bên gia viên để cho hai bên gia đình nối nghiệp thông gia để cho đôi bà trẻ về làm con một nhà. Kính thưa quý vị, hoàn lại để đáp lại những tình cảm các quý của toàn thể quý vị đang hiện diện tại tư gia của gia đình trong buổi chiều ngày hôm nay, đặc biệt là đáp lời lời phát biểu của vị trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà trai. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông điều đại diện cho gia đình họ nhà gái sẽ có đôi lời phát biểu đáp lễ. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các vị khách quý, thưa hai họ, trước khi họ gái chúng tôi đáp lễ với họ nhà trai, xin được phép hai họ chúng tôi giới thiệu một cách hết sức tóm tắt thành phần của họ nhà gái chúng tôi hôm nay đón tiếp họ nhà trai. Trước hết xin được giới thiệu với ông, đây là ông ngoại của cháu ta,
đây cũng là ông ngoại của cháu Đan, ông vừa mới bay ở Sài Gòn về. Dạ. Còn giới thiệu là ông cũng ngồi ngồi bên cái bà ông bà đây là bà ngoại của cháu Đan. Đấy, đây là bà mỡ của gì bà gì của cháu Đan, không bà gì cha. Còn về phía anh em tôi thì các ông rõ rồi, nhưng hôm tập dầu cho cháu thì thiếu ông anh ngoại. Ông là trước đây là tư lệnh sân bay Biên Hòa, bây giờ ông về làm sư phó đóng tại Sài Gòn. Dạ. Còn tôi thì không rõ cả rồi. Đấy, cái chị em. Các anh chị em rõ cả rồi. Nhưng mà đặc biệt ở đây là có các là chị gái thứ hai của bố Mạnh. Đây là chị dâu thứ hai của bố Mạnh. Xin lỗi ạ, đây là anh trai của ông Mạnh. Xin ông các giới thiệu như vậy ạ. Con xin phép hai ông, con xin phép bà nhá. Xin phép mở. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa hai họ, họ trai đã có lời và đã có lễ xin cưới, lễ xin dâu thay mặt cho họ nhà gái chúng tôi xin được chấp nhận hai tấm lễ của họ nhà trai. Sau đây chúng tôi xin đề nghị hai, kể từ giờ tới này họ gái chúng tôi sẽ nhường tất cả quyền cho họ nhà trai, đúng không ạ? Theo sự giới thiệu của MC. Xin thế ạ. Vâng, rất tuyệt vời, đúng là ai đã chấp cánh cho chim bay về tổ, ai đã mở đường cho tuổi trẻ gặp nhau để thương, để nhớ, để đợi, để chờ. Phải chăng đó chính là sự chăm lo vui chờ quý đắc của đôi bên gia đình? Nên ngày hôm nay, hai em Minh Trang và Thành Trung đã chính thức về làm con một nhà. Vâng, và lại xin trân trọng kính mời đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà trai cũng có tiếp tục có ý kiến phát biểu ạ. Trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa quý khách gần xa, kính thưa hai họ, qua ý kiến của ông trưởng đoàn đại biểu họ nhà cái để phát biểu và giới thiệu rất là chi tiết và đầy đủ mọi người, thì tôi thay mặt cho họ nhà cái xin chân thành cảm ơn đoàn đại biểu họ nhà cái thì đã đón tiếp họ nhà cái chúng tôi một cách vui vẻ chân thành. Qua ý kiến của ông trưởng đoàn đại biểu của họ nhà gái thì đã chấp nhận lễ xin cưới và xin dâu của đoàn đại biểu họ nhà gái chúng tôi. Thì như vậy thì từ giờ phút này thì hai cháu có mà sẽ chính thức được là con của hai nhà, bên vui thì đón rể, bên mừng đón dâu. Như thế thế mà nói rằng là trăm năm thì chọn có một ngày thế, và một ngày thì chọn có một tháng thì chọn có một giờ, một giờ. Thế thì cái giờ này á, mà cái giờ các cụ ngày xưa đã thích mà rất tốt. Và con đại biểu hoàn thành trai chúng tôi xin giới thiệu lại với các cụ, các ông, các bà nhà họ nhà trai chúng tôi có đầy đủ thành phần. Cô Huỳnh, chú bác, anh em, nội ngoại để là thay mặt cho trong họ để họ sân trường họ nhà gái hôm nay để làm cái thủ tục lễ xin cưới và lễ đón dâu. Xin báo cáo với các vị là xin thay mặt cho họ nhà trai xin trân trọng kính mời quý khách xa gần, các cụ, các ông, các bà và hai họ mời dầu, mời nước và khoảng cỡ 2 giờ kém. Thế thì chúng ta sẽ xin mời các cụ là đi đường để về họ nhà trai chúng tôi tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin vị dành một tràng tay thân thông nhiệt tình chúc mừng.
Vâng, kính thưa quý vị, các chị và các bạn thân mến, đúng nào khát khát bao năm mãi đợi chờ, hôm nay ngày cuối ngỡ trong mơ. Minh Trang, người con gái Thảo Quỳnh Thiền Hòa và Thành Trung, một chàng trai trẻ cũng rất tài hoa. Hôm nay đôi bạn trẻ đã được họ hàng xe duyên và ngày hôm nay đôi bạn trẻ đã rước về đây để xin ra phép ra mắt tới toàn thể quan viên hai họ. Sau đây liên tục chương trình, ban tổ chức trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà gái sẽ vui mừng dẫn cô dâu Minh Trang đến triển lãm phía ngoài hội trường để có lời chào, lời cảm ơn tới toàn thể quý quan viên hai họ. Xin được trân trọng kính mời. Dành một tràng tay thật dài qua nông nhiên để chào mừng. Vâng, và thầy ban tổ chức trân trọng kính mời đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà gái sẽ có đôi lời phát biểu gửi tới tất cả quý quan viên họ và chúc mừng hạnh phúc cho đôi chơi mới. Trân trọng kính mời. Chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc ạ. Xin thầy một tràng tay thật dài và nồng nhiệt để chúc mừng. Vâng, vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà gái và cô dâu Minh Trang của chúng ta. Và xin quý vị dành một tràng tay thật dài và nồng nhiệt để chúc mừng. Vâng, trân trọng cảm ơn vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà gái. Trân trọng kính mời cô trở về vị trí danh dự của mình. Vâng, kính thưa quý vị, và sau đây hiện diện trên trung tâm màn hình sân khấu của chúng ta lúc này đó chính là cô dâu Minh Trang, rất duyên dáng, rất dịu dàng và rất rực rỡ trong tà váy cưới của mình. Em vui mừng gửi lời cảm ơn tới toàn thể quý vị đã trở về đây chung vui và chúc mừng. Và sau đây không để cho quý vị, các chị và các bạn chúng ta chờ đợi lâu hơn nữa, xin được trân trọng giới thiệu sự lựa chọn thông minh sáng suốt của cô dâu Minh Trang, đó chính là chàng trai gan năng, điển trai, lịch đám, tài hoa, hot nhất thôi trường, đó chính là Thành Trung tiến triển đấu trường. Trân trọng kính mời. Và quý vị, chúng ta cùng dành cho Thành Trung một tràng tay thật lớn, thật dài và nồng nhiệt để chúc mừng. Và đây xin mời chú rể Thành Trung sẽ trao bó hoa cưới đẹp nhất của cuộc đời mình cho cô dâu Minh Trang dưới sự chứng kiến và vào quà toàn thể quý vị. Chúng ta đang trở về chung vui và chúc mừng. Vâng, rất tuyệt vời. Kính thưa quý vị, đúng là khen ai khéo ghép chầu câu để cho tình nghĩa bên nhau thắm nồng, mà khen ai xe sợi chỉ hồng để cho tình nghĩa vợ chồng nay đã nên duyên. Vâng, kính thưa quý vị, và trở về đây chúc vui, chúc mừng, hạnh phúc cho đôi bạn trẻ. Ban tổ chức cho tôi đã được đón nhận rất nhiều những tình cảm, yêu thương, những món quà và đặc biệt là những lời chúc mừng, những nụ cười, đó chính là hành trang để đôi bạn trẻ xây dựng nên mái ấm gia đình hạnh phúc. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức trân trọng giới thiệu người được tôn vinh nhất trong ngày hôm nay, đó chính là song thân phụ mẫu của cô dâu Minh Trang. Ban tổ chức trân trọng kính mời ông bà Mạnh Thu tiến triển đến đấu trường để trao quà hạnh phúc cho hai con. Xin được trân trọng kính mời. Hẹn giàu chưa đi vào tôi thì đầu đài mang tên tình anh, con hai đứa chúng ta mà. Vâng, kính thưa quý vị, hiện diện trên trung tâm màn hình sân khấu của chúng ta lúc này đó chính là song thân phụ mẫu của cô dâu. Trong ngày vui ngày trọng đại hôm nay, khát khao đợi chờ và chờ đợi và niềm hạnh phúc của hai con đã đến, bố mẹ rất vui mừng phấn khởi gửi tới hai con những món quà, những lời chúc mừng, chúc cho hai con trăm năm hạnh phúc bền lâu. Chúng ta có thể thấy được nụ cười rạng ngời của người cha đã nói lên niềm hạnh phúc vô bờ bến của mình. Và xin quý vị, chúng ta cùng dành một tràng tay thật dài và nồng nhiệt để chúc mừng. Uống nước vâng, đúng là câu cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Bé thì nuôi dậy đã qua, nở nên lại được muôn chồng mẹ cha. Gọi là một chút làm quà, mừng cho hai con trước lúc nên xây đời nở hoa. Kính thưa quý vị, niềm vui hạnh phúc của bố mẹ nói lên được rằng trong những năm tháng qua, bố mẹ đã trải qua gian nan vất vả khổ cực để nuôi con khôn lớn thành người. Và ngày hôm nay, niềm mong ước của bố mẹ đã đến khi cô dâu và chú rể anh em đã chính thức được nên duyên vợ chồng. Và cũng kể từ ngày hôm nay hai em sẽ xây dựng một cuộc sống riêng, một cuộc sống hạnh phúc. Bố mẹ chúc cho đôi bạn trẻ trăm năm hạnh phúc bền lâu. Xin quý vị, chúng ta cùng dành một tràng tay thật lớn, thật dài và nồng nhiệt để chúc mừng. Rất tuyệt vời trong ngày chúc đôi. Vâng, người kính thưa quý vị, các anh chị và các bạn trong môi trường kính mến, và theo quan niệm của các cụ ngày xưa, các cụ vẫn nói với chúng ta rằng dâu con rể khách, đúng không ạ? Nhưng trong ngày nay thì các cụ lại dạy chúng ta rằng dâu hiền nên gái, rể hiền nên trai.
Và ngày hôm nay, Thành Trung thân mến, em là người rất hạnh phúc khi được đón nhận thêm một người cha, người mẹ giàu tình yêu thương và sống có trách nhiệm với những thế hệ tương lai, đặc biệt là những người con thân yêu của mình. Sau đây, ban tổ chức trân trọng kính mời chú rể Thành Trung, em sẽ quay sang người cha của mình, dành cho cha một cái ôm thật tình cảm và nói lên được một điều rằng ngày hôm nay Thành Trung chính là người con thân yêu của cha. Xin chú mẹ dành một tràng tay rất nồng nhiệt để chúc mừng. Rất tuyệt vời. Thay lời cho những người thực hiện chương trình, xin được chúc cho những giá trị đẹp nhất về tinh thần sẽ đến từ đôi bên gia đình. Và tài xin trân trọng kính mời người cha sẽ trao món quà thân yêu của mình, gửi gắm tình cảm mà cha dành tặng cho con trong ngày vui trong ngày hôm nay. Xin quý vị dành một tràng tay thật dài và nồng nhiệt để chúc mừng. Công cha như núi Thái Sơn. Đúng là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Đừng quên nghĩa mẹ công cha, nhờ ai mới có đôi ta trưởng thành. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn song thân phụ mẫu của cô dâu. Xin được trân trọng kính mời song thân phụ mẫu của cô dâu trở về vị trí danh dự của mình, cùng mời nước, mời thuốc, mời trầu để cùng chúc vui và chúc mừng. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa quý vị, và trở về chúc vui trong ngày vui trọng đại của đôi duyên mới hôm nay, ban tổ chức tôi đã được đón nhận tình cảm cao quý của bà ngoại kính yêu của cô dâu và món quà của cậu Khải. Trân trọng kính mời bà ngoại và cậu Khải tiến triển đến hậu trường để trao quà hạnh phúc cho hai cháu trong ngày trọng đại hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa quý vị, hiện diện trên trung tâm màn hình sân khấu của chúng ta lúc này đó chính là hình ảnh bà ngoại kính yêu. Năm nay các bà đã điểm bạc, bước chân của bà không còn nhanh nhẹn như xưa nữa. Nhưng trong ngày vui ngày trọng đại của hai cháu, bà muốn tận tay trao cho hai cháu những món quà ý nghĩa, chúc cho hai cháu trong ngày trọng đại hôm nay. Xin quý vị chúng ta cùng dành cho bà ngoại một tràng tay thật lớn, thật dài và nồng nhiệt để chúc mừng. Mười năm xa vắng. Trân trọng cảm ơn bà ngoại rất nhiều. Chúc cho bà phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Trân trọng cảm ơn. Chúng tôi vừa cập nhật được tình cảm cao quý của ông bà Giật Noan. Hôm nay trở về chung vui, ông bà có quà để chúc mừng. Sau đây ban tổ chức trân trọng kính mời ông bà Giật Loan tiến triển lên hội trường để trao quà. Kính thưa quý vị, hiện nay ông bà đang công tác làm việc tại miền Nam, nhưng trong ngày vui ngày trọng đại của hai cháu, ông bà đã không quản ngại đường xá xa xôi, bất chút những thời gian và ngọc trở về đây chung vui và chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu. Trân trọng kính mời ông bà tiến hội trường để trao quà cho hai cháu trong ngày trọng đại hôm nay. Xin phút trọng đại của đôi duyên mới đã được đón nhận tình cảm của hai bác. Và sau đây xin được trân trọng kính mời hai bác Dũng Thủy. Hai bác cũng đã hiện tại đang công tác và làm việc tại miền Nam. Hai bác sẽ làm công tác chuẩn bị để trao quà cho hai cháu. Vâng, đến đời cho đôi duyên mới, trân trọng cảm ơn hai bác Giận Loan rất nhiều. Và chúc cho hai bác luôn luôn mạnh khỏe và có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và tiếp theo chương trình, trân trọng kính mời hai bác Dũng Thủy tiến trên đấu trường để trao quà cho hai cháu trong ngày trọng đại hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Về vị trí danh dự của mình. Vâng, kính thưa quý vị, các anh chị và các bạn thân mến, và trở về chung vui trong ngày vui trọng đại của đôi duyên mới, ban tổ chức tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời hình ảnh người mẹ chồng kính yêu của cô dâu. Hôm nay mẹ rất vui mừng phấn khởi được đón một nàng dâu hiền rất dịu dàng nết na. Xin trân trọng kính mời người mẹ chồng cùng với người mẹ hiền kính yêu của cô dâu sẽ tiến triển lên hội trường để trao quà kỷ niệm cho cô dâu. Đó chính là chiếc nón kỷ niệm, nón cưới mà mẹ đã khao khát đợi chờ, chờ đợi đã lâu. Xin trân trọng kính mời người mẹ chồng và người mẹ của cô dâu tiến triển lên trường để chung vui và tặng cho con món quà ý nghĩa nào. Vâng, kính thưa quý vị, các anh chị và các bạn trong trường, và ngày ban tổ chức trân trọng kính mời hai mẹ sẽ thắt
Ông ra mặt dày bắt đầu show, xin được trân trọng và kính mời người mẹ hiền kính yêu của cô dâu sẽ thắt chiếc nón quay thao còn lại để cùng chúc cho hai con. Và lại xin được trân trọng kính mời hai mẹ sẽ trao nón kỷ niệm cho cô dâu. Trân trọng kính mời. Và xin quý vị chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay thật dài và nồng nhiệt để chúc mừng. Vâng, trân trọng cảm ơn hai người mẹ hiền kính yêu rất nhiều. Và thế này trân trọng kính mời cô dâu sẽ đón nhận món quà của hai mẹ. Và xin mời hai người mẹ trở về vị trí danh dự của mình để cùng chúc vui và chúc mừng hạnh phúc cho hai con trong ngày trở lại hôm nay. Đó chính là nhờ vào phúc ấm của tổ tiên và nhờ vào công lao chứng sinh thành dưỡng dục của đôi bên gia đình. Sau đây thể hiện sự uống nước nhớ nguồn cũng như ăn quả nhớ người trồng cây. Ban tổ chức xin mời hai em trở vào bên trong tư gia của gia đình, thắp nén hương thơm thành kính để chiên với các bậc tổ tiên. Chim có tổ, suối có nguồn, con người cũng có tổ tiên ơi, con người cũng có tổ tiên. Ai làm người không sinh ra, công cha ngày đêm vất vả, nhớ nghĩa mẹ như nước chảy ra. Cảm ơn các bạn. Bây giờ là đã 2 giờ kém 5 đã đến giờ đến tôn. Thế thay mặt cho họ ở đây tôi xin trân trọng kính mời các cụ, các ông, các bà, đặc biệt các cụ họ nhà gái về sân trường họ nhà trai tổ chức buổi lễ thành hôn cho hai đón. Để thấy ta đang có nhau dù cho thế gian bao đổi thay, đôi lúc con tim anh ngừng đập là khi có em trong vòng tay. Hạnh phúc xin thôi không cách xa, tình ơi đắm say em và anh. Dù thế giới có ai gian dối ai, tình đôi ta vẫn mãi luôn nguyên vẹn. Dù thế giới có vật đối sao rời thì tình anh chỉ trao em mà thôi. Người yêu hỡi xin em hãy lắng nghe lời yêu thương trao dâng trong tim mình. Đừng lo lắng khi bên em đang có anh, anh chỉ yêu mãi riêng em mà thôi. Đôi lúc con tim anh ngừng đập là khi có em trong vòng tay. Hạnh phúc xin thôi không cách xa, tình ơi đắm say em và anh. Dù thế giới có ai gian dối ai, tình đôi ta vẫn mãi luôn nguyên vẹn. Dù thế giới có vật đối sao rời thì tình anh chỉ trao em mà thôi. Người yêu hỡi xin em hãy lắng nghe lời yêu thương trao dâng trong tim mình. Đừng lo lắng khi bên em đang có anh, anh chỉ yêu mãi riêng em mà thôi. Dẫu cho cuộc đời này còn nhiều nỗi trái ngang, nhưng anh hứa sẽ không bao giờ rời bỏ em. Bởi vì anh yêu em, bởi vì anh cần em. Người yêu hỡi, thì tình anh chỉ trao em mà thôi. Người yêu hỡi xin em hãy lắng nghe lời yêu thương trao dâng trong tim mình. Đừng lo lắng khi bên em đang có anh, anh chỉ yêu mãi riêng em mà thôi. Đừng lo lắng khi bên em đang có anh, anh chỉ mãi riêng em mà thôi.
bối rối mỗi khi em yêu hơn rồi, và ngày em đến xua tan màn đêm băng giá ưu phiền cho tim anh thôi không lẻ loi. Từng ngày anh vẫn luôn mong chờ em cuối con đường, nụ hôn bất ngờ trao nhau ánh mắt mộng mơ, một vòng tay ấm đôi ta cùng nhau tới chân trời, thầm mong suốt đời bên em ngày hạnh phúc. Thật hạnh phúc, thật ý nghĩa khi thấy em gió với mây, từng lời nói nguyện yêu mãi yêu đến bất tận, thật đẹp biết bao dấu yêu mong làm sao. Tình yêu đã đến đánh thức con tim ngủ mê bao ngày, thật bối rối mỗi khi em yêu hơn rồi, và ngày em đến xua tan màn đêm băng giá ưu phiền cho tim anh thôi không lẻ loi. Từng ngày anh vẫn luôn mong chờ em cuối con đường, nụ hôn bất ngờ trao nhau ánh mắt mộng mơ, một vòng tay ấm đôi ta cùng nhau tới chân trời, thầm mong suốt đời bên em ngày hạnh phúc. Tình
xôn xao câu hò điệu lý bớ nàng ơi. Băng qua núi đèo cao cao chập trùng, đưa nàng về dinh xa xuyến lý chung tình. Quán họ người ơi tương tư mà chìm sao, xin mời quý vị cùng thưởng thức.
chúng ta cùng dành một tràng tay thật lớn cho nhân viên chúc mừng. Kính thưa các cụ, kính thưa các bậc cha bác cùng toàn thể bạn bè thanh niên nam nữ xa gần trong huân trường kính mến. Buổi chiều ngày hôm nay, gia đình họ nhà trai chúng tôi rất vui mừng với sự được chào đón sự hiện diện của các cụ, các bậc cha bác và bạn bè thanh niên nam nữ xa gần từ mọi miền của tổ quốc thân yêu đã hội tụ về đây tham dự chương trình tổ chức buổi lễ thành hôn của chú rể Thành Trung, Thánh Duyên cùng cô dâu Minh Trang. Và lời đầu tiên cho phép ban tổ chức thay lời cho gia đình đón đời cho đôi duyên mới cùng những người thực hiện chương trình tiệc cưới sẽ được gửi tới toàn thể quý vị, các anh chị và các bạn lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất. Và xin kính chúc quý vị vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, triệu triệu bất ngờ và ngàn ân hạnh phúc. Kính thưa quý vị, các anh chị và các bạn thân mến, tình yêu là phép nhiệm màu, mặc dù đó chỉ nằm sâu nắng ở mọi con tim, nhưng nên nổi khắp thế gian để đem lại ánh sáng nụ cười, cũng như tô điểm cho cuộc sống thêm nhiều sắc màu tươi đẹp. Và cũng chính bởi phép diệu kỳ của tình yêu đã đem đến cho đôi bạn trẻ Thành Trung và Minh Trang một tình yêu đẹp và tiến đến hôn nhân thành công mỹ mãn. Thật vậy thưa quý vị, trải qua những lần gặp gỡ nhớ thương chờ đợi và hò hẹn với biết bao kỷ niệm thân thương của những đêm trăng tròn trăng khuyết, đôi bạn trẻ Thành Trung và Minh Trang hai em đã tìm thấy được ở nhau một tình yêu nồng nàn say đắm, một lời nguyện ước trăm năm nên nghĩa vợ chồng. Và đến ngày hôm nay, được sự chăm lo vun trồng vun đắp của đôi bên gia đình, được sự đồng tình nhất trí của cơ quan chính quyền địa phương, hai em đã chính thức đưa thuyền yêu về bên mộng, làm lễ tơ hồng cho bướm cần kề hoa. Thì lúc nào trăm năm chọn lấy một ngày chọn lấy một giờ, và giây phút hạnh phúc đợi chờ là đây. Nhân danh ban tổ chức, chúng tôi sẽ được trân trọng tuyên bố buổi lễ kết duyên của hai em Thành Trung và Minh Trang xin chính thức được bắt đầu. Vâng, đúng là ai đã chấp cánh cho chim bay về tổ, ai đã mở đường cho tuổi trẻ gặp nhau để thương, để nhớ, để đợi, để chờ. Phải chăng đó chính là sự chăm lo vun trồng của toàn thể quý vị? Nên ngày hôm nay, Thành Trung và Minh Trang, đôi bạn trẻ đã chính thức được liên duyên cặp sắc. Sau đây ban tổ chức sẽ được trân trọng kính mời hai gương mặt chính, đó chính là chú rể Thành Trung dành duyên cùng cô dâu Minh Trang di chuyển lên trung tâm màn hình sân khấu danh dự để ra mắt toàn thể hồi hôn. Xin quý vị dành một tràng tay thật lớn, thật dài và nồng nhiệt để chúc mừng. Vâng, đúng là anh đã đón em về làm vợ. Cuộc đời này không tính toán chia ly, đã yêu nhau yêu khà những khi mở hai ấm đã ngâm vào máu thịt. Có phải tình yêu là tuyệt đẹp? Cuộc đời này anh dành trọn cho em. Xin quý vị dành một tràng tay thật dài, thật nồng nhiệt để chúc mừng. Vâng, rất hạnh phúc trong ngày chúng tôi. Kính thưa quý vị, các anh chị và các bạn thân mến, dựng vợ gả chồng đó chính là niềm vui, niềm hạnh phúc của những đứng sinh thành. Và ngày hôm nay đôi bạn trẻ Thành Trung và Minh Trang đã liên duyên cảm giác, và trong giây phút này sẽ thật sự là thiêng liêng và ý nghĩa khi có sự chứng giám của những bấm sinh thành. Sự linh liên tục chương trình, ban tổ chức sẽ được trân trọng giới thiệu và kính mời song thân phụ mẫu của chú rể Thành Trung vào ngày hôm nay cũng là cha là mẹ hiền kính yêu của cô dâu Minh Trang. Trân trọng kính mời ông bà sinh ngân tiến triển hôn trường, xin được trân trọng kính mời. Đó chính là họ gái hân hoan mừng rể thảo, họ trai hoan hỷ đón dâu hiền. Xin quý vị chúng ta cùng dành một tràng tay thật lớn, thật dài và nồng nhiệt để chúc mừng. Vâng, rất tuyệt vời. Và giờ này ban tổ chức sẽ được trân trọng kính mời hai em sẽ cùng nhau tiến về ba tầng bánh gà tô để cùng nhau chia ngọt sẻ bùi qua nghi thức cắt bánh cưới tình yêu mừng hạnh phúc. Trân trọng kính mời. Và giờ này xin trân trọng kính mời hai em sẽ cùng nhau tay trong tay cắt chiếc bánh tình yêu mừng hạnh phúc. Vâng, kính thưa quý vị, và giờ này trên sân khấu ban tổ chức tôi đã trang trí ba tầng bánh gato rất trang
trang trọng và rất ý nghĩa. Tân Bánh dưới cùng xin mời hai em. Tân Bánh dưới cùng, Tân Bánh biểu hiện cho quá khứ, nơi có ông bà cha mẹ tổ tiên luôn dành tặng cho anh em những tình cảm thiêng liêng vô bờ bến. Đó chính là nền tảng vững chắc để đôi bạn trẻ vượt qua những khó khăn gian khổ để xây dựng nên một lâu đài hạnh phúc tình yêu vĩnh cửu. Và Tân Bánh thứ hai, Tân Bánh biểu hiện cho hiện tại vào ngày hôm nay là ngày 17 tháng 11 năm 2019, nhằm ngày 21 tháng 10 năm Kỷ Hợi, ngày hai em chính thức được nên duyên vợ chồng, ngày đi vào cuộc đời trọng đại của hai em. Tân Bánh trên cùng, Tân Bánh biểu hiện cho tương lai. Vâng, Tân Bánh biểu hiện cho tương lai, và kể từ ngày hôm nay, đôi bạn trẻ có quyền xây dựng một cuộc sống mới, một cuộc sống hạnh phúc trong ấm ngoài em, tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam. Như vậy, ba Tân Bánh gắt tô đã được đôi bạn trẻ chiếc ngọt sẻ bồi rất hạnh phúc. Xin quý vị dành một tràng tay thật dài và nồng nhiệt để chúc mừng. Tiếp theo chúng mình sẽ gặp mời mời hai em sẽ cùng tiến về thắp đi tình yêu để cùng nhau khai kiệu sân manh mừng hạnh phúc. Trân trọng kính mời. Rất tuyệt vời, các bạn xin quý vị dành một tràng tay thật dài và nồng nhiệt để chúc mừng. Xin mời hai em sẽ cùng nhau tay trong tay khai kiệu sân manh. Kính thưa quý vị, các anh chị và các bạn thân mến, liệu là biểu hiện cho sự nồng nàn ân ái của tình yêu, những dòng điệu thoát ra được ví như nước vào mật ngọt, nước luôn buôn tưới cho tình yêu của đôi bạn trẻ được xanh tươi mãi mãi, còn mật ngọt cũng thấu thắm cho một tình yêu đẹp. Và tình yêu ngày hôm nay đã chính thức được lên ngôi, và chúng ta có thể cảm nhận được những dòng suối điệu xót ra như những mạch máu của con tim luôn chảy mãi, và chúng ta cũng có thể cảm nhận được những làn khói bay hiện trong một tình yêu của đôi bạn trẻ từ ngày hôm nay sẽ được thăng hoa kết trái và mãi mãi trường tồn. Kính thưa quý vị, từng giọt nghi tình yêu như dòng máu con tim luôn chảy mãi, như tô thắm cho tình yêu của đôi bạn trẻ Thành Trung và Minh Trang. Đúng là tình ta như chiều với men, nam sen ngây ngất ai chèm chở pha. Em ơi ta nguyện chung lòng, răng nong đầu bạc mãi thương nhau hoài. Kính thưa quý vị, chúng ta đang được theo dõi buổi truyền hình trực tiếp buổi lễ thành hôn chúc mừng hạnh phúc cho đôi duyên mới Thành Trung và Minh Trang. Và ngày trung tâm ban nhạc Trường Sa của tôi đang liên tục khi này, hình ảnh đẹp nhất trong ngày trọn đời hôm nay xin được trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị, và giờ này hình như ban tổ chức tôi có nghe thấy cô dâu và chú rể anh em đã tâm sự với nhau một điều gì đó, thưa quý vị. Và chú rể Thành Trung nói với cô dâu rằng: Minh Trang em thân yêu ơi, thật đúng là say men rượu rồi ngày mai sẽ tình, sẽ tình yêu mong ước, sẽ căn nhà hạnh phúc của chúng mình. Và cũng kể từ ngày hôm nay và giờ phút này, chúng ta đã chính thức về tầm đến cỡ tầm nhà tơ, trai gái yêu nhau đúng ngày hẹn tháng chờ, ắt hẳn sẽ nên duyên đôi nữa. Đó cũng là quy luật tuần hoàn của tạo hóa, đó là lẽ tất nhiên của thế thái nhân tình. Trong phạm trù đó, hôm nay hai em chính thức được nên duyên vợ chồng, chính thức đôi bạn trẻ được nạp hải vu quy. Vâng, kính thưa quý vị, như vậy là hai chân đội sông banh đã được đôi bạn trẻ vâng khai kiều rất hạnh phúc dưới sự chứng kiến và được bao quà thân này quý vị. Xin quý vị dành một tràng tay thật lớn thật dài và nồng nhiệt để chúc mừng. Vâng, kính thưa quý vị, và người ta thường nói rằng mẹ nuôi con bằng dòng sữa ngọt ngào, cha nuôi con bằng vị mặn mồ hôi và sự hy sinh thầm lặng ấy, nên rồi ngày hôm nay hai em chính thức được nên duyên vợ chồng và trưởng thành. Xin anh ban tổ chức trân trọng kính mời hai em đi điểm hiếu của mình nên song phụ mẫu của hai em để tỏ lòng tri ân. Trân trọng kính mời. Xin đơn chỉnh xin mời hai em sẽ nâng đi điểm yếu của mình lên tri ân tới hai vị trưởng đoàn đại diện cho hai bên mình. Trân trọng kính mời. Và giờ này xin mời hai em chúng ta sẽ tạm đứng ra phía ngoài một chút để chúng ta đón nhận những tình cảm của song thân phụ mẫu và hai vị trưởng đoàn. Vâng, kính thưa quý vị, và giờ này ban tổ chức tôi xin được trân trọng kính mời song thân phụ mẫu và hai vị trưởng đoàn, chúng ta sẽ tiến sát lại gần nhau, cùng nhau cùng đi chúc mừng để kết chặt tình chúng ta. Hi, guys.
em sẽ nâng chén rượu tình mừng ngày hai ta chọn nghĩa vợ chồng trăm năm. Xin được trân trọng kính mời. Và xin quý vị, chúng ta đang sở hữu những chiếc điện thoại iPhone 6, iPhone 7, iPhone 10, iPhone 9, iPhone 10 quý giá ngay. Xin mời quý vị đang ở trên đài hình đẹp ngày hôm nay. Xin mời hai em sẽ đan tay uống cạn đi để cùng chúc mừng. Let's get it. Vâng, thật hạnh phúc đối với Thành Trung và Minh Giang, anh em đã trải qua những năm đời đáng chờ. Để rồi ngày hôm nay, Ly Diệp Hồng đã gắn kết cho đôi môi hạnh phúc của chúng mình. Đúng là ngày xưa thì nhẫn cỏ trăm em, ngày nay nhẫn cưới nhẫn nòng trao nhau một tấm chất tình để cho chúng mình mãi mãi bên nhau. Và dài xin được trân trọng kính mời đôi bạn trẻ sẽ cùng trao nhau kỷ vật thiêng liêng, đó chính là vòng nhẫn cưới hạnh phúc. Kỷ vật sẽ gắn bó hai em đến trọn cả cuộc đời. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị, nhẫn cưới là một vòng tròn khép kín không có điểm dừng. Khi nắm nhẫn cưới vào ngón tay sắt út nơi mạch máu con tim gần nhất, các bạn trẻ sẽ cảm nhận được giây phút hạnh phúc tình yêu của mình. Thật lúc nào cầm tay em, anh trao vòng nhẫn cưới, mắt em cười như hoa nở mùa xuân. Em yêu ơi, hạnh phúc đến rất gần và hạnh phúc này theo mỗi bước em đi. Và dài xin mời cô dâu sẽ trao nhẫn cưới cho chú rể. Đúng là anh thân yêu ơi, em tặng cho anh chiếc nhẫn thường. Nhẫn này không phải nhẫn kim cương, nhưng là tất cả tim em đó. Xin nguyện trao anh đến trọn cả cuộc đời. Xin quý vị dành một tràng tay thật dài và nồng nhiệt tình chúc mừng. Rất hạnh phúc, rất tuyệt vời. Kính thưa quý vị, như vậy là bánh cưới hạnh phúc tình yêu, men rượu nồng và nhẫn cưới đã được các bạn trẻ trao cho nhau giữa sự chứng kiến và bao quà thật thể quý vị. Và tại sân trọng kính mời hai em sẽ an toàn tại vị trí hạnh phúc của mình để tiếp tục đón nhận những lời chúc mừng tốt đẹp nhất từ hội trường đang dành tặng cho hai em trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, và đến với trang nghề chúc mừng hạnh phúc đôi chân mới trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin mời quý vị chúng ta cùng mở nước và chúng ta cùng đến với tiếng hát của nam ca sĩ Thanh Nghiêm đã trở về hội trường. Một tràng tay thật nung nhiệt để cùng theo đón tiếng hát của nam ca sĩ Thanh Nghiêm. Xin được trân trọng kính mời. Dạ vâng, lời đầu tiên cho phép Thanh Nghiêm gửi đến toàn thể các cụ, các ông, các bà, các cô dì, chú bác, anh chị, các bạn trẻ Thanh Nghiêm có mặt trong hôn trường cưới ngày hôm nay một lời kính chúc sức khỏe và chào trân trọng nhất. Vâng, và để về với trường văn nghệ liên hoan chúc mừng hạnh phúc cho hai em Thành Trung và Thu Trang ngày hôm nay, Thanh Niêm có một vài ca khúc xin được gửi tới toàn thể hội trường. Vâng, ca khúc đầu tiên xin gửi tới toàn thể ca khúc Chờ Đông. Vâng, xin được trường một tạm pháo tay từ rực rỡ để chúc mừng hạnh phúc cho hai em Thành Trung và Thu Trang ngày hôm nay. Mời cô vợ anh ngồi chờ đợi. Mời cô vợ anh chờ đợi sao đâu.
Và ý nghĩa sau tiếng hát của nam ca sĩ Thanh Nghiêm vừa gửi tới quý vị, cũng như chúc mừng hạnh phúc cho đôi duyên mới trong buổi chiều ngày hôm nay. Thay lời cho đôi bạn trẻ trân trọng cảm ơn tình cảm và những bản tình ca hay nhất của Thanh Nghiêm đã trở về hội trường. Vâng, kính thưa quý vị, các anh chị và các bạn thân mến, trở về chung vui và xin lắp cho mối nương duyên của đôi bạn trẻ Thành Trung và Minh Trang. Ban tổ chức chúng tôi đã được đón nhận rất nhiều những tình cảm các quý của toàn thể quý vị. Chúng ta đang trở về chung vui và chúc mừng. Sau đây ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời người được tôn vinh nhất trong ngày hôm nay, đó chính là song thân phụ mẫu của chú rể Thành Trung. Ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông bà Sinh Ngân tiến triển đến hậu trường để trao quà hạnh phúc cho hai con. Xin được trân trọng kính mời. Niềm vui của nơi xưa mới, và trong cái vui này bà có món quà chúc cho hai cháu trong ngày trở lại hôm nay. Xin quý vị chúng ta cùng dành cho bà Niêm một tràng tay thật dài và lời nhiệt liệt chúc mừng. Đất đời chúng tôi xin mới trân trọng cảm ơn tình cảm và những món quà ý nghĩa của bà đã trở về chung vui chúc mừng, và xin được chúc bà luôn luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Trân trọng cảm ơn và cảm ơn bà rất nhiều. Vâng, Tết năm nay thì đôi bà trẻ sẽ mang quà đến Tết mới bà, đúng không ạ? Một lần trân trọng cảm ơn, và chúng ta sẽ cùng nâng nhiệt chào đón món quà cao quý của vị Thoan Tâm, đó chính là người vị của cô dâu hôm nay trở về chung vui và chúc mừng. Trân trọng kính mời món quà của vị Thoan Tâm tiến trên trường để trao quà. Trân trọng kính mời. Của chúng ta lúc này đó chính là hình ảnh gì Thoan Tâm. Hôm nay thì rất vui mừng phấn khởi gửi tới hai cháu món quà rất ý nghĩa, chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc bên nhau. Và chúng ta không quên dành cho gì Thoan Tâm một tràng tay thật nồng nhiệt để chúc mừng. Vâng, gì lại không trao cho cháu rể cháu gái mà gì lại trao cả cho hết cháu gái của gì, đúng không ạ? Vâng, rất là tuyệt vời. Vâng, có lẽ rằng gì có một tình yêu trọn vẹn hơn, mong muốn rằng người cháu sẽ là con người yêu thương để gìn giữ hạnh phúc gia đình, đúng không ạ? Chính thế mà dì yên tâm trao cả món quà này cho hết cháu gái. Và chúng tôi cùng nông nhiên chào đón món quà của dì Thon 6 hôm nay trở về chúc vui chúc mừng.
đã gửi với em đúng không ạ? Phải em đúng rồi, rất tuyệt vời. Em sẽ trao món quà này cho anh đúng không ạ? Rất tuyệt vời. Đó là chúng tôi xin mời trân trọng cảm ơn tình cảm của em và cảm ơn món quà quý của anh Con Sáu. Rất tuyệt vời. Xin quý vị dành một tràng tay thật nồng nhiệt tình. Chúc mừng. Vâng, kính thưa quý vị, theo chúng tôi được biết rằng là hiện tại là người em của chú rể đúng không ạ, là người con của Lì Thon Sáu. Hiện tại em chưa có người yêu 100% đúng không ạ. Nếu các bạn ở ngân hàng của cô dâu có nhu cầu làm quen tiến đến hôn nhân hạnh phúc, xin mời đến đây với trung tâm ban nhạc Trường Sa. Một lần xin được trân trọng cảm ơn và chúng ta cùng nồng nhiệt chào đón món quà cao quý của Lì Thúy Hoàn hôm nay trở về chung vui. Chúc mừng. Vâng, bây giờ vì sao cho cháu rể hay cháu gái là tùy Lì đúng không ạ? Muốn chào kính mời Lì Thúy Hoàn về chung vui. Chúc mừng, trân trọng kính mời. Ngày hôm nay thì đôi bạn trẻ đã chính thức là 1, 2 nhưng là 1 đúng không? 1 x 2, 2 là 1. Và chúng ta cùng chúc cho đôi bạn trẻ trăm năm hạnh phúc. Chúng ta xin được trân trọng cảm ơn Lily, trân trọng cảm ơn Lily Thúy Hoàn rất nhiều. Và chúng ta cùng nồng nhiệt chào đón món quà cao quý của Lily Thêm Hải đã trở về hôn trường. Xin trọng kính mời Lily Thêm Hải tiến trên hôn trường để trao quà cho hai cháu. Xin trọng kính mời. À vâng, kính thưa quý vị, trong giây phút vừa rồi thì Lily Thêm Hải đã gửi tới hai cháu những món quà ý nghĩa. Trân trọng cảm ơn Lily rất nhiều. Và chúng ta cùng nồng nhiệt chào đón món quà cao quý của cậu Khoan Niu đã trở về trường. Trân trọng kính mời cậu Khoan Niu. Xin trân trọng kính mời cậu đến trường để trao quà cho đôi chơi mới trong ngày trở lại đây. Vâng, cậu cứ bình tĩnh là gì, cậu run thế ạ? Vâng, cái tay thì sao nhấn cho. Vâng, sao tay lại nhấn cho đôi chơi mới, tay hơi run đúng không ạ? Một lần trân trọng cảm ơn. Hay là gì chưa có bạn gái cho nên là gì cậu run vậy mà. Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta cùng đồng nhiệt món này chào đón món quà cao quý của cậu Khu Oanh đã trở về hết trường. Trân trọng kính mời. Trân trọng kính mời cậu Khu Oanh đến trường để chắc qua. Vâng, kính thưa quý vị, đang hiện diện trên chúng ta mày chiếc gấu này đó chính là chắc là mợ đúng không ạ? Người mợ của đôi chơi mới trở về chúc vui, mợ có quà chúc mừng. Chúng ta cho đôi chơi mới chân trọng cảm ơn cậu mợ rất nhiều. Chúc cho gia đình cậu mợ luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và sau này chúng ta cùng nồng nhiệt chào đón món quà cao quý của anh chị Hương Huy đã trở về hôn trường. Chân trọng kính mời chị gái và anh đệ tiến trên hôn trường để trao quà cho hai em. Chân trọng kính mời. Vâng, anh đệ đó ạ, chân trọng kính mời anh đệ. Có anh có chị đúng không ạ? À vâng, kính thưa quý vị, anh đệ đang làm công tác hậu cần đúng không ạ? Vâng, đang chuẩn bị đánh cá ao. Vâng, tối ngày nay là gia đình chuẩn bị món khác, tôi sẽ dành mấy món cá ao cho buổi tối nay. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn tình cảm cao quý của anh chị Hương Huy rất nhiều. Xin được chúc cho anh chị luôn luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Một nữa trân trọng cảm ơn anh chị rất nhiều. Vâng, này chúng ta sẽ cùng xin được đề nghị tới nhà nhiếp ảnh gia anh Tà Trương ghi hình ảnh đẹp nhất trong ngày trở lại hôm nay. Vâng, bạn trai ngồi sau bảo rất cảm mình đúng không ạ? Nhưng không sao, đó là báo hiệu của tình yêu đúng không ạ? Trân trọng cảm ơn. Ta cùng đồng nhiệt chào đón món quà cao quý của anh chị Thành Sơn đã trở về hội trường. Đó chính là anh trai của chú rể. Trân trọng kính mời. Trân trọng kính mời anh Thành Sơn. Kính thưa quý vị đang thiện trường trường này, đó chính là hình ảnh người anh trai của chú rể. Hôm nay trở về chung vui, anh có món quà ý nghĩa để cùng chung vui chúc mừng. Xin quý vị chúng ta cùng dành một tràng tay thật lớn thật dài và đồng nhiệt để chúc mừng. Chính danh dự của mình. Vâng, kính thưa quý vị, và vừa rồi trong khi giới thiệu anh Thành Sơn là anh trai của chú rể nên tặng quà, thì người cha của chú rể nhanh chóng tiến lên sân khấu nói với ban tổ chức rằng hiện nay anh Thành Sơn chưa có vợ, chưa có người yêu 100%. Nếu các bạn gái của cô dâu hiện tại đang công tác tại ngân hàng Đông Bình có nhu cầu làm quen tiến lên hôn nhân, xin được liên hệ với ban tổ chức. Một nữa xin trọng cảm ơn tình cảm cao quý của anh chị Thành Sơn rất nhiều. Và chúng ta cùng nồng nhiệt chào đón món quà của anh Niêm đã trở về hội trường. Trân trọng kính mời anh Niêm tiến trên hội trường để trao quà cho hai em. Trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị đang tiến trên hội trường lúc này, đó chính là ca sĩ nghệ sĩ Thành Niêm. Anh Niêm đúng không ạ? Trở về chung vui, chúng ta được đón nhận tình cảm các quý của anh bên cạnh những món quà âm nhạc còn có về món quà về chất chất để cùng chúc cho hai em trong ngày trở lại nay. Đến lời chúc mừng mới, trân trọng cảm ơn anh Niêm rất nhiều. Và giờ này chúng ta cùng gặp gỡ và cùng chào đón với người đẹp của quê hương, đó chính là em Thiên Trang đã trở về trường và có quà chúc mừng. Trân trọng kính mời em Thiên Trang đến trên trường để trao quà cho anh chị trong ngày trở lại hôm nay. Trân trọng kính mời. Vâng, đó là người em của cô dâu. Em là Thiên Trang đâu ạ? Người đẹp nhất đúng không ạ? Đang ngồi ở tít ở cuối hội trường đúng không ạ? Trân trọng kính mời em đến trường này chúc mừng. Kính thưa quý vị, các anh chị và các bạn trong trường,
mến, đến với niềm vui, niềm hạnh phúc của anh chị. Em rất vui mừng, phấn khởi và gửi tới anh chị những món quà cao quý và ý nghĩa. Vâng, đây đúng là thần rất tuyệt vời. Vâng, chiếc nhẫn cưới luôn tỏa sáng, nó phát ra những ánh sáng kim cương, đúng không ạ? Một ánh sáng kỳ diệu để chúc cho anh chị trong ngày trọng đại hôm nay. Kính thưa quý vị, các anh chị và các bạn, Thiên Trang là một trong những người đẹp của quê hương xã Nghĩa Hải, đúng không ạ? Nghĩa Hải đúng không? Là một trong những hoa hậu đẹp nhất của năm 2018 và suýt nữa năm 2019 em được hoa hậu của huyện Nghĩa Hưng. Kính thưa quý vị, các anh chị và các bạn trong thân trường kinh mến, người ta thường ví người con gái như những con đường, đúng không ạ? Người ta mà nói người phụ nữ như những con đường, đường càng đẹp thì lại càng cong, đường càng cong thì lại càng nguy hiểm. Và Thiên Trang thân mến, anh đã đi rất nhiều con đường nhưng chưa thấy con đường nào cong như em, đúng không ạ? Một lần trân trọng cảm ơn một cô gái rất đẹp, đúng không ạ? Trân trọng cảm ơn và chúng ta cùng nồng nhiệt chào đón món quà của em Kiều Diễm đã trở về hội trường. Xin mời em Kiều Diễm. Vâng, kính thưa quý vị, các anh chị và các bạn trong hôn trường trên bến, Kiều Diễm đang tiến triển hôn trường cũng là một trong những vẻ đẹp Kiều Diễm thiết tha và trở về chung vui trong ngày vui trọng đại của anh chị. Em rất vui mừng phấn khởi gửi tới anh chị những món quà cao quý và ý nghĩa phúc bền lâu. Vâng, xin được đón đợi chương trình mới, trân trọng cảm ơn em Kiều Diễm rất nhiều. Chúc cho em luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Và chúng ta có thể cảm nhận thấy rằng mùa xuân năm nay, mùa đông năm nay đã có nhiều niềm vui mới. Và hy vọng rằng mùa xuân năm tới, Kiều Diễm hoa cưới sẽ ngập bên đường. Một cô gái rất đẹp và dịu dàng. Chúng ta xin được trân trọng giới thiệu và kính mời món quà cao quý của chị Hà Huy, đúng không ạ? Đúng rồi, là chị gái của cô dâu. Xin được kính mời chị gái của cô dâu tiến trên trường để trao quà. Trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta đang được chứng kiến giây phút hạnh phúc của nơi xưa mới, đang được đón nhận những tình cảm cao quý của các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang liên tục trở về chung vui chúc cho đôi xuân mới trong ngày trọng đại hôm nay. Kính thưa quý vị, các anh chị và các bạn, hiện diện trên chúng ta màn hình sân khấu của chúng ta lúc này đó chính là anh chị Hà Huy. Vui mừng nhận được niềm vui của hai em, anh chị rất vui mừng phấn khởi gửi tới hai em những món quà ý nghĩa, những lời chúc mừng, chúc cho hai em đi xây dựng cuộc sống tương lai tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Trân trọng cảm ơn anh chị rất nhiều. Vâng, kính thưa quý vị, cử chỉ thân thiện nó nên được niềm vui, niềm hạnh phúc vô cùng lớn mà đôi bạn trẻ đã được đón nhận trong ngày trọng đại hôm nay. Vâng, trong lúc chờ đợi chị gái cho quà thì anh có thể quay sang em để ôm em một cái đoạn cho tình cảm không ạ? Vâng, xin quý vị dành cho cháu tay thật nếu nhận đây chúc mừng. Xin trọng cảm ơn anh chị và cháu rất nhiều. Trước để ký tới nhà nhất anh ạ. Nhà nhất anh ra anh có một kiểu đứng rất đẹp đúng không ạ? Rất là nghệ sĩ đúng không ạ? Anh đứng trước đường thì anh phải đứng sau đường như thế. Vâng, trân trọng cảm ơn anh rất nhiều. Vâng, đứng đấy sẽ an toàn hơn bởi vì mưa không sợ đúng không ạ? Nắng cũng không sao đúng không ạ? Trân trọng cảm ơn. Và giờ này chúng ta cùng nồng nhiệt chào đón món quà các quý của tập thể lớp 9A là các bạn của cô dâu và chú rể hôm nay trở về chung vui. Các bạn có quà chúc mừng. Xin trân trọng kính mời các bạn tiến trên hội trường để trao quà cho đôi chuyến mới. Xin được trân trọng kính mời. Mang tên Thành Trung và Minh Trang. Một nữa xin được trân trọng cảm ơn. Vâng, kính thưa quý vị,
sở dĩ hai anh em có được ngày vui trọn vẹn như ngày hôm nay đó chính là nhờ vào phúc ấm của tổ tiên, nhờ vào công lao sinh thành dưỡng dục xen mối nơi duyên của cha của mẹ hiền kính yêu. Vâng, thật đúng là đi khắp thế gian thì không ai tốt bằng mẹ, mà gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời nồng nồng không phủ kín công cha. Mà qua sông có bến có đò, gà con cũng có dặn dò đôi câu, dặn con sớm sớm chiều chiều, giờ đây họ gái xin có đôi điều kính thưa. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Trần Đại Biểu, đại diện cho đại gia đình họ nhà Cái trở về hội trường có đôi lời phát biểu cảm ơn và chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Xin được trân trọng kính mời và ông không quên trao dâu nhận rể. Trân trọng kính mời. Thưa các vị khách quý, thưa hai hò, thưa các bạn nhà bác, thưa các bạn hữu cháu ơi, tôi trước hết xin thay mặt cho gái gửi tới họ nhà trai lời chào trân trọng nhất, thân tình chúng ta hai nhà như một. Cũng là chắc cuối cùng của chúng tâm trạng như họ trai nhà ta, toàn họ gái của chúng tôi cùng với họ nhà trai dẫn cháu chúng tôi về làm dâu ông bà ông sinh trong niềm vui dạt dào phấn khởi. Tất nhiên con cháu đi lấy vợ lấy chồng, bác nào chú nào cũng mừng, nhưng đặc biệt hai bác hai cháu của chúng tôi, cái niềm vui của chúng tôi là có nhiều khía cạnh khác. Hai cháu chúng tôi cùng sinh ra và lớn lên ở một xã, các cháu là bạn học từ tuổi thiếu thờ đến tuổi cập kê, từ tình bạn các cháu chuyển thành tình yêu lúc nào không rõ. Trong suốt thời gian dài dằng dẵng có tới gần chục năm, các cháu động viên nhau, khích lệ cho nhau, tạo dựng cho mình một hành trang rất hoàn hảo để đi đến hôn nhân hôm nay. Bác rất mừng trước hạnh phúc của hai cháu. Hạnh phúc của hai cháu đẹp những đóa hoa thơm ngát hương, thắm sắc ngát hương, đẹp sáng như trăng rằm mùa thu. Hai cháu là cân sức cân tài cùng chung ý chí, bác mừng lắm. Họ nhà hai họ mừng lắm. Trong ngày vui hạnh phúc hôm nay, bác chỉ căn dặn cháu một điều, đó là các cháu hãy học tập và làm theo tấm gương đạo hiếu của người ấm nhà các cháu, ông Sinh, bà Ngân, ông Mạnh và bà Thu, để mãi mãi là một chàng rể thảo, một cô dâu hiền theo nghĩa rộng. Đó là biết ơn nhớ ơn tổ tiên, biết ơn hiếu nghĩa với ông với bà với cha mẹ, khiêm tốn kính trọng các anh các chị, bởi hai cháu đều là út và yêu thương các cháu, con anh con chị là cháu tốt của hai dòng họ của chúng ta và gần gũi thân mật hòa nhập với bà con láng giềng. Các cháu làm tròn làm tốt điều đó như bố mẹ trọng người lên, rất
các cháu sẽ cầu được, ước thấy và các cháu sẽ có tất cả. Trong ngày vui trọng đại hôm nay, bác chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc. Các cháu đang ở đồ đâm hoa kết trái, sớm sinh cho bố mẹ các cháu một con đầu lòng, để ông, để bà, để ông bà là vui, các bác mừng. Xin kính chúc sức khỏe của các quý vị đại biểu, chúc sức khỏe của hai họ, chúc sức khỏe của bạn bè thân hữu của hai cháu. Xin cảm ơn. Vâng, rất tuyệt vời. Kính thưa quý vị, các anh chị và các bạn thân mến, như vậy là qua lời phát biểu rất chân tình và ý nghĩa của vị trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà gái, đã nói lên tâm tư, tình cảm, niềm vui, niềm hạnh phúc của mình. Bởi vì bác hiểu rằng bấy lâu bến vẫn đợi thuyền, nên thuyền cập bến thì tơ duyên mặn nồng, mà khen ai xe sợi chỉ hồng, để cho tình nghĩa vợ chồng nay đã nên duyên. Và trong giây phút này, cho phép ban tổ chức tôi tâm sự riêng với chú rể một chút được không ạ? Cả chú rể cũng như cô dâu và hai em Thành Trung và Minh Trang thân mến, hai em đã được nghe bác Trần đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà gái căn dặn rất nhiều điều phải sống sao cho xứng đáng là dâu hiền dễ thảo, cháu con của dòng họ. Và giây phút này xin được tâm sự và hỏi riêng với chú rể, hôm nay Thành Trung bạn được đón người con gái của quê hương nghĩa hải quê mình, Minh Trang trở về gia đình để làm người vợ của mình. Minh Trang là một cô gái được mệnh danh là duyên dáng dịu dàng, nuôi chồng khỏe, dạy con ngoan, cần cù tháo vát, giỏi việc nước, đảm đang việc nhà, đúng không ạ? Và trong giây phút này thì chú rể Minh Trang bạn sẽ chứng minh hành động điều gì với cô dâu để chứng tỏ rằng tình yêu của hai em là một tình yêu đẹp, đúng không ạ? Một tình yêu đẹp và nó xuất phát từ trái tim. Xin quý vị chúng ta cùng dành cho cô dâu và chú rể chúng ta một tràng vây thật lớn, thật dài. Và đồng nhiên xin chào kính mời hai em của chúng ta hành đầu thôi để nói lên rằng tình yêu của hai em là tình yêu bất diệt, đúng không ạ? Xin chào kính mời. Rất tuyệt vời, kính thưa quý vị, đó chính là một nụ hôn rất lãng mạn, rất ngọt ngào. Và để tô thắm cho tình yêu đó, chúng ta cùng gặp gỡ với tiếng hát của nữ ca sĩ Thúy Nga của trung tâm ban nhạc Trường Sa. Đó chính là ca khúc hay nhất để cùng chung vui và chúc mừng hạnh phúc cái đôi duyên mới. Xin quý vị chúng ta cùng dành cho Thúy Nga một tràng tay thật dài và nồng nhiệt để chào mừng. Vâng, kính thưa quý vị, để trở lại chương trình văn nghệ của trường hôm nay, cho phép Thúy Nga xin được gửi tới một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thiết với ca khúc Nghe Câu Quan Họ Trên Cao Nguyên. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
quý vị rất nhiều. Xin quý vị dành một tràng tay thật nồng nhiệt để chúc mừng. Vâng, kính thưa quý vị, và vừa rồi với tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Thúy Nga vừa gửi tới quý vị qua một ca khúc rất là hay, rất ngọt ngào, rất truyền cảm trong buổi chiều ngày hôm nay để cùng chúc vui và chúc mừng. Kính thưa quý vị, các anh chị và các bạn thân mến, như vậy giờ này chúng ta có thể cảm nhận được rằng cái ánh nắng chan hòa của mùa đông đã trở về để giữ ấm cho ngọn lửa yêu thương của đôi bạn trẻ Thành Trung và Minh Trang. Và ngày hôm nay, hai họ của gia đình nhà ta đã chính thức kém được dâu hiền dễ thảo. Vâng, đúng nào, hôm nay họ gái vui mười, họ trai vui nại gấp đôi mươi vuông tròn, chẳng đẻ mà được thêm con, vừa sinh gái lại vừa lớn khôn tuyệt vời. Và họ trai mừng được thêm người, nhớ ơn họ gái dạy nuôi trưởng thành và niềm vui từ đáy lòng mình. Sau đây họ trai bác xin phép được bày tỏ tâm tình đôi câu. Và tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà trai trở về hội trường có đôi lời phát biểu và đón nhận cháu dâu hiền. Trân trọng kính mời, xin quý vị chúng ta cùng dành cho bác một tràng tay thật nồng nhiệt để chào mừng. Trước khi phát biểu ý kiến thay mặt cho nhà trai, tôi xin tự giới thiệu. Ông cụ sinh ra tôi với ông cụ sinh ra ông Sinh là hai anh em tuổi. Như vậy, tức là ông Sinh là em tôi, anh em con, ông chú, ông bà. Xin như vậy, tức là cũng tương đương như ông trưởng đoàn đại biểu hội nhà gái vừa mới phát biểu ý kiến. Ông không giới thiệu, nhưng tôi cũng hiểu. Kính thưa các cụ, kính thưa quý khách xa gần, kính thưa quan viên chính họ, kính thưa các cháu, bạn bè, thanh thiếu niên yêu quý, cháu Thành Trung và Minh Trang sinh ra và lớn lên dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, hai cháu được tự do tìm hiểu, xây dựng cuộc sống hạnh phúc trăm năm, được sự vun đắp của hai gia đình và hai họ cũng như chính quyền địa phương đăng ký kết hôn theo đúng luật hôn nhân và gia đình. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, ngày 17 tháng 11 năm 2019, nhằm ngày 21 tháng 10 năm Kỷ Hợi. Hai gia đình vui mừng tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu rất là vui vẻ và hạnh phúc. Thay mặt cho họ nhà trai, tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành những thì giờ vàng ngọc đến dự buổi lễ thành hôn của hai cháu chúng tôi ngày hôm nay. Tới đây tôi xin phép các vị đại biểu, quý vị và quan viên chính họ xin căn dặn các cháu đôi lời. Các cháu sinh ra và lớn lên được bố mẹ nuôi ăn học đến nơi đến chốn. Các cháu đã biết là các cháu còn phải học tập, lao động, rèn luyện nhiều hơn nữa để xứng đáng, thật sự xứng đáng là dâu hiền thể thảo của hai gia đình và hai họ. Bác xin chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc non sông hạnh phúc nhà, thấm tình non nước thấm tình ta. Sang năm các cháu sinh con bé đẹp lòng cha mẹ hai họ cả đôi bên. Cuối cùng xin kính chúc quý vị đại biểu, kính chúc thay họ lời chúc mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn ạ. Rất tuyệt vời. Vâng, kính thưa quý vị, các anh chị và các bạn thân mến, đúng là một lời thì bằng cả ngàn câu, nói sao cho hết những câu ân tình. Như vậy qua lời phát biểu của vị trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà trai, bác thay lời cho gia đình trân trọng cảm ơn những tình cảm cao quý của toàn thể quý vị đã bớt chút những thời gian và ngọc trở về đây chứng kiến câu chuyện tình trăm năm của đôi bạn trẻ. Vâng, kính thưa quý vị, các anh chị và các bạn thân mến, như vậy là qua 50 phút đồng hồ, chương trình tổ chức buổi lễ thành hôn của hai em Thành Trung và Minh Trang lưu lại đến mãi với thời gian. Vâng, này thời lượng phát sóng trên kênh truyền hình đã chính thức khép lại. Và đến đây ban tổ chức sẽ được trân trọng tuyên bố buổi lễ thành hôn của hai em Thành Trung và Minh Trang đến đây đã thành công.
lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say như trời vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi dừng thêm phút giây này. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn ngào không nói nên. Sao giữ em tay trong tay, những yêu thương nồng say khi bên nhau, làm sao giữ phút giây này. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn lòng không nói nên lời. Hạnh phúc trao dâng, lời hát xin cảm ơn tình yêu, và cho chúng ta một đêm phút giây còn mơ. Hát lên lời hát xin cảm ơn tình yêu, dành cho chúng ta một đêm nhớ mơ. Trao cho nhau giây phút khát khao hát cho tình yêu, và xin cảm ơn tình yêu mãi mãi. Lời hát xin cảm ơn tình yêu, dành cho chúng ta một đêm nhớ mãi. Hạnh phúc chúng ta một đêm.